Chiều ngày 24 tháng 11, ông Trịnh Xuân Long, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện An Lão cho biết, sau nhiều trận mưa lớn, một số khu vực trên địa bàn huyện xảy ra ngập lụt, sạt lở. Tuy nhiên, tình hình vẫn trong mức kiểm soát. Hiện có 5 hộ dân bị ảnh hưởng do sạt lở, huyện đã di rời 2 hộ đến nơi an toàn, các hộ còn lại được hỗ trợ khắc phục tại chỗ. Báo cáo nhanh huyện An Lão cho thấy, mưa lũ gây sạt lở tại 8 điểm với khối lượng sạt lở 1.500 m khối và 14 điểm ngập nước với chiều dài khoảng 600 m. Trong đó, các điểm sạt lở xảy ra trên tuyến đường thôn 5 đi thôn 6, xã An Quang, tuyến đường thôn 4 đi La Vuông, xã An Hưng và tuyến đường An Trung đi An Vinh có chiều dài từ 20 đến 30 m với khối lượng sạt lở từ 200 đến 600 m khối. Các điểm bị ngập bao gồm cầu tràn thôn 5 đi thôn 6, xã An Quang, cầu tràn thôn 4, xã An Nghĩa, cầu tràn thôn 2, xã An Nghĩa, 4 tuyến đường nối từ DT 629 đến khu dân cư thôn Trà Cong và tuyến đường DT 629. Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, huyện An Lão đã cắt cử lực lượng đến các vị trí ngập, sạt lở để cảnh báo, hỗ trợ người dân di chuyển. Qua kiểm tra thì thấy cái tình hình mưa lũ trên địa bàn còn có khả năng diễn biến rất là phức tạp. Do đó nên chúng tôi đã kiểm tra các cái điểm mà tràn qua đường, thấy rằng lực lượng công an, quân sự cũng đã được tăng cường, nhưng mà tiếp tục chỉ đạo là cương quyết khi mưa lũ là không có cho bà con nhân dân qua lại. Đối với những cái vùng mà đã nằm trong cái danh sách có nguy cơ sạt lở ảnh hưởng đến các cái khu vực của các thôn là đề nghị các xã là tiếp tục là thường xuyên kiểm tra nắm bắt cái tình hình diễn biến của thời tiết tùy theo mức độ để trên sở là bố trí di dời bà con nhân dân ngay trong đêm và trong ngày khi xảy ra cái tình huống mưa lũ. Hiện Ủy ban Nhân dân huyện An Lão đã bố trí lực lượng đến khắc phục các điểm bị sạt lở, hỗ trợ hướng dẫn người dân đi qua các điểm xung yếu, sạt lở, bảo đảm an toàn khi lưu thông trên các vùng có mưa lũ, sạt lở.